Maybe you keep this one and stick to your something. Yeah. Is it cigarettes? Want to sit at the back or at the front? Back? I'm sorry! God, I don't know why I do that. We'll be right back.
mình bấm Google Maps xong mình bấm chữ Coles hay là Woolies gì đó nó ra. Cái này mà không dùng là hơi phí đó nha. Cái này là đã thấp mình luôn á. Trời ơi. There's another three. Oh, one, three. Phải không vậy? Cái đường này đi vô toilet không vậy? Nó đắt đường accessible cho salon. Cái nào đẹp hơn? Cái này là bông sứ đẹp hơn rồi, bông kia to chà bá lửa mà màu không có đổi màu bông sứ. Buồn quá, hoa buồn quá, hoa đi đây. Bye. Celine, go exercise. Follow her. À, qua cửa mở xong rồi xe truck nó đi qua đi lại ồn ghê. Okay, fine. Let's đánh răng rửa mặt. Thôi. They've learned their lessons. Now when lightning gets to a certain radius from Skyrail, they stop straight away. Safety first. So while you're in Korean, if you still have to hear rumbling getting close, then make your way to Skyrail. It's a pleasant little walk. Now Korean is much cooler than Cairns, exactly 3 degrees cooler. There's a ticket office on the outside here. That's where the Skyrail ticket office is. So you've got to come to here. Got some trick guys for you. That's for the train and that's for Skyrail. Got it all here for you. So these are your tickets for the whole day. So one per person. You're first going on the 9:50 train with your seat and carriage number assigned, so you're all next to each other. Then you're coming back down from Grand at 3:15 and with the 5:20 transfer back to the beaches. 12:30, 1:30, 2:30, 3:30. You've got just under 4 hours up there. Yeah. So this is the time for the Skyrail to start to come back, right? Yeah. 3:15. What time we come back here? You never come back here anymore. Oh yeah. You get down to the bottom of the Skyrail station. Yeah. 5:20 will be right. With the Skyrail journey, this is where you'll start. Mm-hmm. Without stops, it's about 45 minutes. Okay. But do stop because it's included in your time and it's included in the price. So you've got the lookout for the amazing waterfalls at the moment. They'll be flowing like crazy because there's lots of water. Okay. So then you need to railway first and then Skyrail down.
khi mà comeback thì phải là stop ở cái vị trí này để đi cái Skyrail. Đi Skyrail down ở cái này, Tower 33 đi xuống. Vậy là phải tìm cái vị trí này để lát đi về nè. Đập luôn cửa sổ ra đi bí. Mình quay cho dễ. Ow, sorry bí, sorry. Corona Village mà chị nói kìa Trang, thì tắm biển tao bự luôn á. Đúng rồi, mình đi lộn cái tim rồi mình. Có một cái khác thành cái tim là cái chỗ này nè. Cái tim chỗ khác hoàn toàn luôn. Không, tại vì cái angle của ông bay á, cái ông này bay cao hơn là cái ông kia bay kiểu. Vì ông bảo trước khi lên helicopter ông đã bảo là khi nào tới trái tim là tao sẽ chỉ vô cái poster này nha. Ừ, đúng rồi, hình như cũng giống thiệt. Đó, mình đứng gần đó. Thứ tư. Ủa? Anh chụp hình. Dễ chia. Em ăn chocolate. Em không ăn rainbow đâu. Chú ăn cái gì? Em không ăn rainbow đâu. Đấy em ăn cái kia. Rồi, chào.